Kênh đang là Tây Cao Bonsai, xin thân ái kính chào quý cô chú anh chị đang xem kênh. Hôm nay thì kênh trở lại với nhà vườn Viết Sang, địa chỉ xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Xin kính mời vị cùng giao lưu với nhà vườn Viết Sang. Chào anh Sang. Mến chào LTK Bonsai. Kính chào cô chú anh chị đã ủng hộ em thời gian qua, rất mang ơn. Hôm nay em có lô hàng về giao lưu. Mai chiếu thủy nu đột biến, kim giòn, nguyệt quế, khế gân. Khế gân là khế gân nu bình minh. Phát tài xanh và cây sở quân tử, bông chân leo. Xin phép cô chú em vào mã số 1, mang mã số là 65. Nhà vườn em ở đây là Tân Hòa, Lai Vung, Đồng Tháp. Số Zalo của em là 0746877769. Cây dáng trực, nói cho vui đi, trực quân tử luôn đi. Phát tài xanh cho nó sung sung coi. Mét rưỡi, chỗ này 48 mét 9, cây mét 8. Ở chỗ này nó bị lát, nó cuốn rồi. Phát tài xanh, phát tài xanh. Cây này được cái bệ nó đều, hoành là 54, đường kính là 42. Phát tài xanh này cái ông chủ nhà ổng cái trồng cây dây chanh leo, bông chanh leo còn gọi là sở quân tử, là cây nhỏ dưới này. Cái cây này đã có bông lâu rồi, nhưng mà khi cái tán rộng nó phủ này em trồng cền quá, gói nó khó, nó bị dập, cho nên cắt ngắn lại. Cái thằng bông chăn leo sở quân tử nằm đây. Sau này mình thiết kế cái bộ ba này để cổng gào hay là để trước sân mình đây. Cái thằng sở quân tử này nó lên cái là làm cái tạm dù, cái này nó phủ trên này thì vừa có bông phát tài, 3-4 năm nó có cái bông phát tài rồi. Cái bông chăn leo nó cũng tốt. Bông chăn leo là cái bông nó rủ xuống giống như lộc rừng. Điểm nhấn mạnh của bông chăn leo là sở quân tử á, mới đầu ra nụ là mà em chơi sinh lâu chút xíu là nó màu xanh xanh, nó chuyển qua trắng trắng, rồi từ từ chuyển qua hồng hồng, chuyển qua đỏ. Thời gian ba bông mà nó từ nở tới tàn khoảng cỡ 3-4-5 ngày. Cái bông nó dài giống lộc rừng, bông rất đẹp, nó thiết kế cổng gào rất hay. Mã số 1 là cây bông treo chăn leo kết hợp với cái phát tài này, mang mã số 1 là mã số của làng 65. 65 em sẽ kết hợp với thằng Nguyệt Quế, bán bộ ba phước lộc thọ. Tuy nhiên ví dụ như ship mà ship lẻ cặp cây phát tài và Nguyệt Quế vẫn được. Cây Nguyệt Quế mã số 66, cao là 1m6, tán ngang 1m6. Nguyệt Quế 66, 67 là Nguyệt Quế lá sắn bông chùm. Ở trên này nó có bông, có trái luôn. Nhờ anh đi vô coi cái này coi, coi trái luôn. Em cắt trái bớt rồi. Nguyệt Quế trái nó đỏ vậy đây. Em nha, gài và dập về cho cô chú dễ thấy. Cái cây này là cái đường cốt và đường cành. Cái ông này ông bẻ cân đối rất hay. Mã 66 và 67 này cân đối tỷ lệ là 90. Phong cốt lớn là 21. Thoát thân là 30. Cái ống kính nếu mình gọi ở đây thì cái đường cốt với đường tai này, cây số 66 và cây số 65 nó rất cân đối. 66 và 67 này rất cân đối. Cái này là 34. Em đo nhiều chỉ số đặng thấy cái cây này nở với độ côn cây gió cây là 47 điểm này. Rễ liền hết. Đường kính là 65. Cái củ đặt này là 66. Mặc dầu Nguyệt Quế nhưng mà cái hai cái cây này nó được một cái là cái kích cỡ nó từ đường kính đế và cái độ chạc nở của đế và đường cành và đường cốt nó bóp gót với đường cành nó phan ngang hết. Cây này là mã số là 66. 66 em kết hợp với 67. Chiều cao 1m6. Đường kính 1m6. Hai cây này là đường kính tàn, chiều cao, đường kính đế, cốt chính và cành là cân đối tỷ lệ khoảng 90.
thường thường nguyệt quế mà lâu lâu mới có cái cặp mà nó cân đối là 7-10, nhưng mà cái cặp này em xác định với cô chú là tỷ lệ cân đối khoảng 9-10 thì nó cũng khá rồi. Kiếm cái cặp cân đối vậy nó cũng rất là khó. Cái cành nhỏ này là 15. Cái đường cành nó phang ngang nhưng mà cái phang ngang mà cái nó nhặt cành mà cái cốt nó giót. Đường kính 65 là đường thước dây thẳng thước cứng. Giống như nãy là 34. Là 47. 61. Nói chung là cái bộ chân với đường cành là nó tỷ lệ nó đạt 90. Thật ra nguyệt quế thì em mua cũng cây tạp tạp nhiều, nhưng mà lâu lắm mới gặp cái cây này. Mà ông này ông nhà vườn mà sao ông bẻ cái đường cành với đường cốt nó cân đối mà nó, cái chi nó ra nó đều băng luôn. Khó kiếm cái cặp nó đều băng vậy. Cây này 67. 67 em đổ lùi 66. Em đổ lùi là 65 là cây phát tài bán bộ 3 là 10.600.600 bao ship 200 cây. Tuy nhiên xa hơn thương lượng, bán lẻ thương lượng, bán cặp nguyệt quế xa gần thương lượng, trân trọng biết ơn. 68. Cây khí gần. 59 chiều cao. Cái cành phóng này là 21. Đường kính dài là 39, đường kính là 38 nhân 32. Tổng bệ có con cây này nó gáp vô. Cây này gáp vô. Cây này là nhiều thân gáp lại nhưng mà có độ quái. Vị trí này là 35. Cái cành nuôi về 7-8 năm à. Bán cái độ cổ cô chú à. Cái này bán độ cổ. Nó nhỏ và bán độ cổ. Cái này nó làm lát lát một chút không sao. Khi gân là nó chai cứng như mai tứ quý. Này có sẹo. Mã 68 giá 1.6 triệu bao ship. 69. Đổ nhẹ là 26. Hồi là 56. Đường kính là 27. Đường kính 26 bình quân. Bầu tròn. Cái này nó nu cục cục. Cái này không phải bán quanh thân của chú rồi. Cái cây sữa, nhưng khi tại sao cây sữa mà bán mắc quá, không phải vậy. 27. Cái cây này sữa rất lâu. Mặc dầu sữa nó không phải là bài bản gì, nhưng mà nếu mình mua phôi về mà mình sữa được cái cốt cành nó lâu lắm. Mua giá vô nó cũng cứng cứng. Mã 69 giá 1.1 triệu bao ship. 70. Cao vị trí này là 60. Tổng là 105. Độ nơm là 39, cái độ nơ 39 khí gân nè. Nó cũng ít khi gặp. Có cái mâm này đẹp. Cái mâm này là 69. 69. Cốt cành 12. Nhà vườn cũng không có học bài bản, nhưng mà nếu mà nhà vườn uống về thì nó cũng được rồi. Nó đỡ hơn phôi cô chú ơi. Mấy này cũng là gà gáp nè. Mà mấy này dính chưa à? Dính chưa à? Nó dở nó dính lâu lắm, cái này dính khoảng 3-4 năm trước à. Em lấy eo. Eo là 42. Eo kẻ 40 đi. Em lấy nồi. Nồi là 100. Cái mâm này rất đẹp. Cái mâm này, cái dĩa này nửa trái lòng thòng rất đẹp. Cái mâm này nè. Mã 70 giá 2.7 triệu bao ship. Nguyệt quế lá sắn bông chùm. Cao là 38. Rễ sệt hết. Năm 2 kẻ 50. Nếu này mình vô chậu 50 là chặt cô chú, tại vì em trừ hao.
hoành thân là 26. Em lấy cũ chỗ này đi. Cũ chỗ này 50, 53, 54 gì đây. 53. Mắt đeo kiến và ghiếc nó yếu, có khi nó cũng lộn. Quá chừng cái bệ này, cái bệ này sệt hết trơn. Cái này đi đường dài cắt lùng xuống đẹp. Mã 71 giá 1,6 triệu bao ship. 72 khế gân nu. Khế gân nu tập trung ở Vĩnh Long. 62. Đường kính là 28, 28 bình quân. Tổng bệ là 23. Có độ nơm. Mã 72 giá 390 bao ship. Cái này ghế gáp liền à. Mấy cái ghế nhỏ gáp nhưng mà có cái có cốt chủ chứng giữa. 55. Cái cành hồi này nữa. 39. Vị trí này 18. Cái cành chủ mà cái cành hồi này nè quá to à. Thế vậy chứ trên chục năm. Ta gáp bả ghẻ nhỏ rồi nó dính nè. Ba mươi hai. Độ cổ, độ quái. Cái nồi to. Chế cái nồi cô chú. Nồi to, thôi đi. Mấy phôi này không có lá, nhìn thấy cái nồi cũng dễ biết. Mã 73 giá 2,2 triệu bao ship. Nhà vườn em đây là Tân Hòa, Lai Dung, Đồng Tháp. Số điện thoại của em là 0746877769. Đổ 36. Trực lắc 82. Cái cây này khéo cây. Cái cây này mình làm nhiều cái thế. Cái này có hai cái thế gì cô chú trừ hao đây để sau này cô chú cắt lại. Có cái đuôi luôn. Eo. Eo 26, em kể 25 đi. Bình quân là 28,5. Mã 74 giá 1,1 triệu bao ship. Nguyệt quế lá sắn bông chùm. Cái ngọn nãy chưa ra. Mình lấy này làm ngà đạp làm cây chắn bay cũng được. Bốn mươi sáu. Này là 39. 39 dưới này là to lắm to. Có chặt nở. Cái nồi này 150. Cốt cành lực. Nhầm khi ship cái nhầm khi nó va chạm nó dập dập này cô chú nhận giùm ăn hơn, nhầm dập á nó dập dập á. Cái này thay vì bây giờ cô chú dặn em cắt sát này nè, cắt sát này nó cũng ra lại bình thường. Mã 75. Giá 2 triệu bao ship. Mai chiêu thủy nu đột biến, da đen. Nu cục cục. 30. Chỗ cái trứng này 20. Cây trực cành thống. 76 giá 480 bao ship. Khế gân. Nào giờ ít gặp cái cây này. Trực lắc là 42. Cái vị trí này là 46. Đường kính dài thẳng là 28 bầu tròn. Khế gần ít khi có cây đổ vậy. Cái này nữa làm đổ hoành chậu đẹp, cắt cắt cục lại chút. Nhỏ mà độ nghệ thuật cao. Eo là 24.
quá đẹp. Nhỏ đẹp quá. 77, giá 1 triệu 2 bao ship. Mai chứa thủy nu đột biến. Có bông luôn. 44. Đường kính 19 cm. Hoành 20. Mấy này già lắm già. Đen thù lùi chứ mà. Mấy này nó dễ sống. Cô chú về để sau hè, để trồng âm dương, để trong mát nè, để tưới nước hoài một năm đó cô không chết nữa. Vậy nè, để y nguyên vậy nè. Mã 78, giá 420 bao ship. Này khéo cây. Vị trí này là 79. Mấy cành, cái cành nó lắc, cái cành nó nhịp, nó múa qua múa mai cũng đẹp. Hồi là 34. Chỗ này nó có cái nhánh chiếc nè. Cắt đây cũng được, tại đây nó gần quá. Cô chú bóc bỏ này cũng được, tại đây nó gần. Này mấy cái ghế người ta gáp vô mà liền à. Dặn dính luôn rồi, tháo ra thì nó thẹo dít thôi, để luôn. Đo nghe cục bự rồi đi. Là 42. 42 là đo tổng gộp của cô chú. Tổng gộp 42. Tổng gộp 42. Cái cành bay này hay lắm hay. Bay mà hồi luôn. Có cành bay mà cành hồi luôn. Mã 79 giá 2 triệu 6 bao ship. Mai vàng bán theo 5 cánh không thấy mặt bông. Nghiêng là 33. Cái này phôi em đi nhanh chút xíu để coi cô chú coi còn làm công chuyện. Chán nữa. 20. Mã 80 giá 320 bao ship. Khế gần nu, trái ăn chua, cao là 37. Cái này cái bệ dữ lắm bệ. Đường kính 40, đường kính 35 x 40. Mấy này là không phải gáp mà cái rễ nó mọc lên, nó rễ mọc lên. Cái này là không phải gáp rễ mà cái rễ mọc lên. 29. Mặc dầu nhầm khi nó dướng một cái rễ mà gáp mà lúc đó 7, 8, 9, 10 năm gì trước, nhầm khi mình không biết. Nó cũng không sao cô chú, tại vì nó đã dính rồi. Cái này là cái rễ mọc lên. Có thể cái này ta ghép nè, nhưng mà nó đã dính rồi, giống như là một cây rồi. Em dự phòng trừ hao để mít lòng. Bán em sợ mít lòng. Mã 81 giá 1 triệu 1. Mai chú thủy nu đột biến. Cao là 39. Tổng cộng là 19. Đen thù nuôi, nuôi cục cục. Xếp chậu luôn. Lời vài chục là em đẩy liền à. Chứ mấy này không khi nào mà bán lời được trăm cho cô chú rồi. Tại vì cái chi phí tổng nó nhiều đó. Tổng chi phí nó nhiều khâu, nhiều chi phí. Mã 82 giá 420 bao ship. Đổ là 42. Cái này quá nơm à. Tổng cao là 82. Cái này giống như cái tháp à. Vị trí này 54. Cái này người ta cũng ghép một nùi ghế vô. À, có cái điểm này. À, thấy bên trong á là nó trắng trắng thôi. Nhưng mà nó không có hư. Cái này cũng như nó nguyên cái lùm. Nó đen, nó đỏ lòm đây. Nó đỏ lòm đây. Có nghĩa là bây giờ người ta trồng khế trong một cái vườn 1,5 mét cây rồi ở trên, rồi những cây sầu riêng hay là cây gì nó gặm gạp quá, rồi lá lú rồi nó che khuất quá, nó tạo ba cái nấm vậy thôi chứ không phải hư hao hết. Có con này, để con này thử à. Có chỗ này đây. Nó đỏ tư nè. Nó đỏ tư vậy đó. Kệ chậm chậm chút xíu đi. Cái nồi 70. Khỏi đo chỗ này cũng được. Tại nó gọi chùm mà cô chú ơi. Chế đi. Thôi mà nhìn thấy trống lỏng thôi. Mình cũng dễ biết. Mã 83 chứ 2 triệu 2 bao ship.
84 mai vàng. Mấy cái nhóm cây này là mua khoảng cả 100 cây để anh bán từ từ nè. Lấy vốn lại. 12. 22. Cái này chủ yếu là rút vốn. Mấy này mà cô chú trả em 20-30, chả là lỗ 20-30. Trả xuống 20-30, 3-320 trả 300 là kể như lỗ 20. Thấy gì nhỏ chứ nó cám mà chơi rồi. Nó có cũng có độ quái quái. 84 giá 320. Nguyệt Quế. Nghiêng là 76, mã 85. Đường kính là 44, 44 là có dư. 47. Có cái cây này nè. Cái cây này á, em bứng dưới này nè. Ví dụ bây giờ cái tính theo phần trăm của nó là 100% thì cái rễ dưới này nó sẽ hao khoảng là 38%. Bây giờ chỗ này nè. Chỗ này có thể nó nám nó chài chài chỗ này nè. Nhưng mà nó cũng có ổ còn còn xanh chứ. Tại em thấy đen em khử thôi. Đó chỗ này nè. Đại khá vậy thôi. Giật giá lại nhẹ tí. Nhưng mà cái này nó có bộ chân dưới cái đường cong. 85 giá 900. 86 mai vàng. Cao 32. Hoành 27. Hoành 27. Thấy vậy cái búng tay còn hở chứ lắm hở. Nở. Bán có này có kia. Lấy cái này bù qua cái kia. Đường kính 26. Mã 86 giá 320 bao ship. 87. 102. Cái này làm cái đuôi bự cũng được. 18. Vị trí này là 28. Tổng cũ là 55. Cũ nở rễ liền. Nguyệt Quế. Cái dòng Nguyệt Quế bông rất thơm. Mã 87 giá 1.1 triệu bao ship. 88 mai vàng. Cái dáng cây này dáng cây của công nghiệp nhưng mà em bứng ở huyện Lê Dung. 86. Hoành thân 17. Cũ là 44. Bây giờ cạnh tranh cho nên là em cũng hạn chế đi xa. Tại đi xa bây giờ mình đi ra tới Long An, tới Tiền Giang chạy. Kéo lính tráng 7-8 người mà chạy ra ngoài tới 9 giờ, 10 giờ rồi đó, hay là đi một ngày trời thôi. Bán không có đường nào mà lời nổi. Nội cái vùng của em Đồng Tháp Vĩnh Long là mua cây mua tới đời chết cũng chưa hết được. Cô chú hơi nhiều dữ lắm. Cái phọt này nó giống nhưng mà không phải. Cái mai này mai 5 cánh thường mình. Mã 88 giá 460 bao ship. Nguyệt Quế lá sắn bông chùm. Nghiêng 102. Lấy đỉnh cắt cốt chỗ này là gió cốt là 52. Đế lực, cốt cành lực. Cái này cù có mấy cây gò giật giá xuống à. Quá dễ chơi. 42. Củ nở, cốt cành lực. Em thấy em để gì làm phong cao, cô chú có nhánh lùa lùa cao. Để lên cái chậu thiệt cao. Bỏ cái bàn trà xuống ngồi cũng được. Cắt cây bonsai cũng được. 89 giá 1.8 triệu bao ship. Cây này đẹp. Khế gân nu. Khế gân trái chua. Cành đổ 54. Vị trí này 62. Đường kính dài 27. Đường kính 23 nhân 26. Nó nhỏ nhưng mà chuẩn bị nu nó mới nứt à. Cái cũ này là 24. Mã 90. Giá 420 bao ship. Khế gần.
cao là 60. Đường kính dài là 36, đường kính là 22 x 35. Tới cái đuôi này là 24. Cái mình này là 16. Cái này cái độ quái rất cao. Cái này gan gan cắt thấp xuống nữa hay. Cắt thấp xuống nữa là đẹp lắm đẹp. Cắt xuống 4 tấc được rồi cho cô chú là cây này đẹp lắm này. Mã 91 giá 490 bao ship. 92 Mai Chiếu Thủy, nu đột biến, da đen. Cao là 52. Đường kính là 18. Cái loại nu cục cục. Cái cốt chủ và cái cành trà nó đẹp, nó nhặt. 20. Cốt chủ cành trà này cắt lùn xuống chút. Mã số 92 giá 480 bao ship. 93 khế gần nu tập trung ở Vĩnh Long với Bình Tân là nhiều nhất. Cao là 62. Nó càng lớn càng nu, đẹp càng đẹp. Cái này hơi thú thú. Vị trí là 18. Cái ghế này hơi cao để cắt xuống cũng được. Cắt xuống là gom. Đường kính là 22, 19 x 22. Mã 93 giá 390 bao ship. 94. Cao là 67. Đường kính 20 x 22. Này là cũ là 21. 21 nằm vị trí này cũ 21. Mã 94 giá 390 bao ship. 95. Kim giòn. Lá kim. Bông thơm. Sai hoa. 18. Em để 4 cành đâu nữa cô chú nữa. Cắt lại giùm em cầm mang hơn. Cái cũ này là 35. Thế nó nhỏ cho nên nó già. Cái này rút rút rễ lại bớt. Kim giòn rất mạnh. Mã 95 giá 680 bao ship. Ở trên này không có một cái liền khừ. Khế gân 56. Nghiêng nhẹ. Nhưng để cây trực lắc vẫn được. Cành nó cũng múa mai. Nhà vườn không có gành mấy bẻ sơ xài. Thôi kệ cô chú ơi, cũng rẻ tiền. 20. Đường kính là 22 bình quân. Mã số 96, 520 bao ship. Rất mong ơn LTK Bonsai rất nhiều. Rất mong ơn cô chú đã ủng hộ em thời gian qua. Trân trọng biết ơn và kính chào. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem hết video, chọn được cây ưng ý, liên hệ với nhà vườn Viết Sang để chốt cây. Số điện thoại được đặt trên tiêu đề và trong mô tả. Chân thành cảm ơn, trân trọng kính chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.